Cô chào các em học sinh lớp 9 trường Chu Giang An. Tiết học này chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp bài 14 trong chương trình địa lý lớp 9, đó là bài giao thông vận tải và bưu chính viễn thông. Ở bài này gồm có hai nội dung. Nội dung thứ nhất đó là giao thông vận tải. Nội dung thứ hai đó là bưu chính viễn thông. Riêng đối với bài này thì cái nội dung thứ hai là bưu chính viễn thông. Phần này các em sẽ tự học, các em sẽ xem thêm cái phần kiến thức của cái nội dung thứ hai này trong sách giáo khoa, hoặc là các em có thể tìm ở trên trang web chúng ta xem thêm những cái thông tin về cái ngành bưu chính viễn thông các em nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái hoạt động giao thông vận tải ở nước ta. Đầu tiên là chúng ta cần phải nắm được cái ý nghĩa của ngành giao thông vận tải đối với đời sống cũng như là sản xuất của chúng ta. Mời các em quan sát các cái bức tranh sau đây. Đây là các cái hoạt động của cái ngành giao thông vận tải ở nước ta. Dựa vào các bức tranh sau đây, các em hãy cho cô biết giao thông vận tải có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống và sản xuất của nhân dân các em. Đối với đời sống thì giao thông vận tải có cái vai trò là phục vụ cho việc đi lại của nhân dân, phục vụ cho việc giao lưu văn hóa, xã hội giữa các vùng trong nước và giữa nước ta với nước ngoài, tăng cường sức mạnh an ninh quốc phòng, góp phần giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc, góp phần quan trọng làm giảm dần sự chênh lệch về mức sống giữa các vùng. Còn đối với sản xuất thì giao thông vận tải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mọi ngành kinh tế và đối với sự hoạt động hiệu quả của nền kinh tế thị trường. Giao thông vận tải cung ứng nguyên liệu, vật liệu, năng lượng cho các cơ sở sản xuất, chuyên chở sản phẩm từ các cơ sở sản xuất đến nơi tiêu thụ và thực hiện các mối liên hệ kinh tế trong nước, thúc đẩy phát triển kinh tế các vùng khó khăn, phục vụ cho việc giao lưu kinh tế giữa nước ta với nước ngoài. Như vậy là các em đã nắm được cái ý nghĩa của giao thông vận tải đối với đời sống cũng như là sản xuất của con người rồi, có phải không nào? Bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu xem trong giao thông vận tải gồm có những loại hình vận tải nào, thì mời các em sẽ theo dõi tiếp những cái bức tranh sau đây. Đây là 6 loại hình giao thông vận tải ở nước ta. Thứ nhất đó là vận tải đường bộ, thứ hai là vận tải đường sắt, thứ ba là vận tải đường biển, thứ tư là vận tải đường sông, thứ năm là vận tải đường hàng không và thứ sáu là vận tải đường ống. Như vậy, cô nhắc lại là ở nước ta hiện nay có 6 loại hình giao thông các em nhé. Và trong 6 loại hình giao thông này thì loại hình giao thông nào đóng cái vai trò quan trọng thì mời các em xem tiếp một cái bảng số liệu sau đây. Đây là bảng số liệu về cơ cấu khối lượng hàng hóa vận chuyển của các cái loại hình giao thông, đó là đường sắt, đường bộ, đường sông, đường biển và đường hàng không. Trong cái bảng số liệu này thì không có tính vận tải đường ống trong đây các em nhé. Như vậy thì dựa vào cái bảng số liệu này, các em hãy cho cô biết loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong việc vận chuyển hàng hóa và tại sao lại như vậy. Các em quan sát kỹ ở 4 năm nè, thì chúng ta thấy cái loại hình vận tải đường bộ nè, chúng ta thấy chiếm tỷ trọng cao nhất trong số các loại hình vận tải, có không nè? Như vậy thì đường bộ là loại hình vận tải đóng vai trò quan trọng nhất trong việc vận chuyển hàng hóa nha. Và tại sao thì chúng ta cần phải nhớ là đây là loại hình mà chiếm cái tỷ trọng vận chuyển hàng hóa lớn nhất ở nước ta, và cái loại hình vận tải đường bộ này là loại hình vận tải cơ động nhất, có thể hoạt động được trên khắp cả nước từ địa hình đồng bằng trung du cho đến miền núi và ven biển. Và cái loại hình vận tải đường bộ này chi phí đầu tư tương đối thấp hơn so với các cái loại hình vận tải khác, và cước phí vận chuyển hàng hóa cũng tương đối rẻ. Nói về ngành đường bộ thì hiện nay nước ta có khoảng 205.000 km đường bộ, trong đó có 15.000 km đường quốc lộ. Và ở nước ta hiện nay có một số những cái tuyến đường bộ quan trọng, đó là tuyến đường quốc lộ 1A, quốc lộ 5, quốc lộ 15, quốc lộ 51, quốc lộ 22 và đường Hồ Chí Minh vân vân. Như vậy, trong số các cái tuyến đường quốc lộ đó, chúng ta sẽ cùng nhau xác định một vài cái tuyến đường quốc lộ quan trọng nha các em nhé.
Đầu tiên là chúng ta sẽ xác định đường quốc lộ 1A trước. Đây là một cái đường quốc lộ mà nối liền từ Lạng Sơn nè, từ biên giới Việt Trung nè, chạy dọc ven biển cho đến tận tỉnh Cà Mau của nước ta luôn. Như vậy thì cái tuyến đường quốc lộ 1A này nối liền 31 tỉnh thành và có cái chiều dài là 2.300 km. Đây là cái tuyến đường, cô nhắc lại là tuyến đường dài nhất và quan trọng nhất, có ý nghĩa đặc biệt đối với việc phát triển kinh tế xã hội cũng như là an ninh và quốc phòng của nước ta. Do tầm quan trọng như vậy nên hiện nay quốc lộ 1A đang được nhà nước đầu tư nâng cấp, mở rộng kinh phí trên 750 tỷ USD. Và như vậy cô nhắc lại một lần nữa, đường quốc lộ 1A là cái đường quốc lộ quan trọng nhất ở trong tuyến đường bộ ở nước ta. Tuyến đường này đi qua 31 tỉnh thành và đây là tuyến đường giao thông huyết mạch, được xem là xương sống của cả hệ thống đường bộ của nước ta. Tiếp theo đó là quốc lộ 5 chạy qua các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng. Quốc lộ 5 là tuyến đường huyết mạch của đồng bằng sông Hồng. Tiếp theo là quốc lộ 22 chạy qua các tỉnh, thành phố như là thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Campuchia. Quốc lộ 22 được xem là tuyến đường xuyên Á nối liền từ thành phố Hồ Chí Minh đến Campuchia. Và tiếp đó là quốc lộ 51 nối thành phố Hồ Chí Minh với Bà Rịa, Vũng Tàu. Quốc lộ này là quốc lộ nối hai cảng quan trọng nhất của vùng Đông Nam Bộ, đó là cảng Sài Gòn và cảng Vũng Tàu. Và một cái tuyến đường bộ rất là quan trọng nữa, đó là đường Hồ Chí Minh nối các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Kon Tum. Sau đây là những cái bức tranh về hình ảnh của đường Hồ Chí Minh, đoạn ở phía Tây Bắc Trung Bộ và đoạn qua Tây Nguyên. Như vậy, đường Hồ Chí Minh là một cái tuyến đường thúc đẩy cái quá trình phát triển kinh tế xã hội phía Tây của vùng Bắc Trung Bộ và vùng Tây Nguyên của nước ta. Ngoài các cái tuyến đường bộ mà cô vừa giới thiệu qua, thì ở nước ta hiện nay còn có một số những cái tuyến đường cao tốc. Đây được xem là tuyến đường bộ hiện đại ở nước ta, đó là các tuyến đường nối liền từ Nội Bài đến Lào Cai, từ Nội Bài đến Lạng Sơn, hay từ Biên Hòa đến Vũng Tàu, từ Tân Vạn qua Nhân Trạch. Tuyến đường cao tốc này đã rút ngắn cái thời gian hơn so với cái tuyến đường bộ thông thường các em ha. Và ngoài những cái tuyến đường mà cô vừa giới thiệu qua với các em, thì các em quan sát những cái bức tranh sau đây, các em thấy có quen không các em? Đây là một cái tuyến đường hầm ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta. Đó là tuyến đường hầm nào vậy các em? Đó là đường hầm Thủ Thiêm vượt qua sông Sài Gòn với cái chiều dài là 100 cô xin lỗi là 1.490 m. Đây là một trong những cái đường hầm được xem là hiện đại nhất ở khu vực Đông Nam Á. Và khi nói đến đường hầm thì chúng ta không thể nào không nói đến đường hầm Hải Vân với cái chiều dài là 6.280 m và cũng là một trong những cái tuyến đường hầm hiện đại nhất ở khu vực Đông Nam Á. Tuyến đường hầm Hải Vân này là tuyến đường hầm được xây dựng đầu tiên ở nước ta nha các em nhé. Và như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu một số tuyến đường bộ quan trọng ở nước ta. Và cô nhắc lại, đây là cái tuyến đường mà chuyên chở nhiều hàng hóa và hành khách nhất ở nước ta và cũng được đầu tư nhiều nhất so với các loại hình giao thông khác. Tiếp theo đây chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp loại hình giao thông thứ hai, đó là đường sắt. Dựa vào cái lược đồ mạng lưới giao thông vận tải ở nước ta, hãy xác định trên lược đồ tuyến đường sắt thống nhất đi từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây Hà Nội nè các em, và đây là thành phố Hồ Chí Minh nè. Như vậy cái tuyến đường sắt này còn có một cái tên gọi, đó là tuyến đường sắt Bắc Nam, hay còn gọi là tuyến đường sắt thống nhất nha các em, nối liền từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Cô nhắc lại, đây là cái tuyến đường sắt dài nhất cùng với cái tuyến đường quốc lộ 1A. Thì hai cái tuyến đường này
đã làm thành cái trục xương sống của giao thông vận tải của nước ta. Ngoài tuyến đường sắt thống nhất ra thì ở nước ta còn có thêm một số tuyến đường sắt ngắn nữa, đi từ Hà Nội đến Lạng Sơn, từ Hà Nội đến Lào Cai hay là từ Hà Nội đến Hải Phòng. Các tuyến đường sắt ngắn này phần lớn là tập trung ở phía Bắc và chủ yếu là vận chuyển các cái nguyên liệu từ nơi khai thác đến nơi tiêu thụ hoặc là để đưa đến các cái cảng biển để đem đến đi xuất khẩu. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ quan sát một số những cái bức tranh về cái tuyến đường sắt ở nước ta, và tổng chiều dài cái tuyến đường sắt ở nước ta là 2.632 km. Và cái tuyến đường sắt mà dài nhất, cô nhắc lại, đó là tuyến đường sắt thống nhất nối liền từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp một cái hoạt động giao thông vận tải thứ ba, đó là tuyến đường sông. Đường sông mới được khai thác ở mức độ thấp và tập trung ở lưu vực vận tải sông Cửu Long và lưu vực vận tải sông Hồng. Tại lưu vực vận tải sông Cửu Long có chiều dài là 4.500 km và tại lưu vực sông Hồng là 2.500 km. Và một cái loại hình giao thông vận tải thứ tư đó là loại hình giao thông vận tải đường biển. Và ở các cái đường sông và đường biển thì nước ta có nhiều cảng sông và cảng biển. Nói về cảng biển thì nước ta có một số những cái cảng biển lớn, đó là cảng biển Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn, Cái Mép, vân vân. Và sau đây cô sẽ giới thiệu thêm về cái tuyến đường biển, bao gồm vận tải ven biển và vận tải quốc tế. Hoạt động vận tải quốc tế được đẩy mạnh do việc mở rộng mối quan hệ kinh tế đối ngoại với nước ngoài. Và cô nhắc lại là ở nước ta có rất nhiều cảng sông và cảng biển. Tuy nhiên, các cảng biển lớn nhất được xem là cảng biển quan trọng nhất, lớn nhất ở nước ta. Phía Bắc thì có Hải Phòng, ở miền Trung thì có Đà Nẵng và ở trong Nam thì có cảng Sài Gòn. Và bây giờ dựa trên cái lược đồ mạng lưới giao thông vận tải, chúng ta sẽ cùng nhau xác định các cái tuyến đường vận tải ven biển và quốc tế. Như khi nãy cô nói là có ba cảng biển quan trọng, phía Bắc đó là cảng Hải Phòng. Đây là cảng Hải Phòng. Thứ hai đó là cảng Đà Nẵng. Và thứ ba đó là cảng Sài Gòn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp một cái loại hình giao thông vận tải nữa, đó là loại hình giao thông vận tải thứ năm, đó là ngành hàng không. Ngành hàng không Việt Nam đã và đang phát triển đội máy bay theo hướng hiện đại hóa, và ở nước ta có rất nhiều sân bay nội địa cũng như là sân bay quốc tế, trong đó có ba sân bay quốc tế lớn và quan trọng nhất ở nước ta. Ở phía Bắc thì có sân bay Nội Bài, ở miền Trung thì có sân bay Đà Nẵng, và ở trong Nam, ở miền Nam chúng ta thì có sân bay Tân Sơn Nhất. Như vậy, ngoài ba cái sân bay lớn quan trọng ở ba miền thì chúng ta còn có các sân bay khác như là sân bay Phú Bài, Cam Ranh, Cát Bi, Trà Nóc, Phú Quốc, Vinh, Chu Lai, Quảng Ninh, Long Thành. Và nếu như em nào mà có từng đi Đà Lạt rồi thì các em biết ở Đà Lạt cũng có một cái sân bay, đó là sân bay Liên Khương nè. Còn ở Tây Nguyên thì chúng ta thấy có các cái sân bay như là sân bay Buôn Mê Thuột hay là Pleiku. Ở phía Nam thì có sân bay Cần Thơ nè, vân vân. Sau đây là một cái số hình ảnh về cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cảng hàng không quốc tế Phú Bài, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu qua năm loại hình giao thông vận tải ở nước ta rồi, có phải không nè? Nhưng vẫn còn một cái loại hình giao thông vận tải nữa. Như vậy, cái loại hình giao thông vận tải nào gần đây được đầu tư nhiều để phục vụ cho công cuộc đổi mới nền kinh tế đất nước chúng ta các em? Đó là loại hình giao thông vận tải nào nè? Đó là loại hình giao thông vận tải đường ống. Như vậy, vận tải đường ống có cái vai trò là vận chuyển dầu mỏ, khí thiên nhiên từ nơi khai thác ở thềm lục địa phía nam của nước ta vào trong đất liền. Như vậy là vừa rồi là chúng ta đã tìm hiểu các loại hình giao thông vận tải ở nước ta.
Các em biết là cái ngành giao thông vận tải ở nước ta đóng một cái vai trò rất lớn đối với việc phát triển kinh tế của đất nước. Nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mọi ngành kinh tế của nước ta. Tuy nhiên, việc phát triển cái hoạt động giao thông vận tải này cũng có tác động rất lớn đối với môi trường. Và như cô nói là cái hoạt động giao thông vận tải này có tác động đến môi trường như thế nào thì mời các em xem tiếp một số những cái bức tranh sau đây. Các em biết việc khai thác cát trên các cái con sông sẽ làm cho các cái con sông dễ bị sạt lở. Dễ bị sạt lở, đây là cái bờ sông mà bị sạt lở do khai thác cát quá mức đó các em. Tiếp theo đây, các em sẽ xem tiếp những cái bức tranh. Các em thấy là cái hoạt động giao thông vận tải, các động cơ của giao thông vận tải đều thải ra một cái lượng khói bụi, một cái lượng khí thải rất lớn vào trong môi trường. Đây là một trong những cái nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở nước ta cũng như là nhiều nước trên thế giới. Bên cạnh đó thì các em thấy không chỉ có hoạt động giao thông vận tải đường bộ là các cái loại xe ô tô, xe máy, xe buýt mà còn có cái tuyến đường sắt nữa. Các em thấy là khi mà đường cái tàu hỏa mà khởi động và nó vận chuyển á, thì nó cũng thải ra một cái lượng khói bụi rất lớn vào trong môi trường. Bên cạnh đó, trong quá trình vận chuyển hành khách và hàng hóa, đặc biệt là hành khách thì người ta thường hay ăn uống và thải những cái chất thải đi dọc theo cái đường ray như thế này nè các em. Đây là cũng là cái những cái hình ảnh mà chúng ta thấy là gây ô nhiễm môi trường do cái hoạt động giao thông vận tải gây ra. Bên cạnh đó chúng ta biết là vấn đề mà khai thác dầu mỏ ở ngoài thềm lục địa đó và việc vận chuyển cái nguồn dầu mỏ khí tự nhiên vào trong đất liền ít nhiều nó sẽ gây ra rò rỉ ở trên các cái đường ống cũng như là trên các cái bon tàu và nó làm cho cái môi trường biển bị ô nhiễm vì các cái váng dầu. Chưa kể là trước đây có rất nhiều những cái con tàu vận chuyển dầu đi từ nơi khai thác vào trong đất liền đã bị sóng đánh chìm. Đó chính là cái nguyên nhân gây hiện tượng thủy triều đen ở vùng biển của nước ta cũng như một số cái vùng biển khác trên thế giới. Và khi mà môi trường biển bị ô nhiễm do các váng dầu gây ra thì điều gì sẽ xảy ra? Các cái sinh vật biển bên dưới không lấy được oxy bên trên và nó sẽ bị chết ngạt do thiếu oxy. Đây là một con cá heo bị chết tại côn đảo do ảnh hưởng của hiện tượng thủy triều đen. Như vậy thì các em thấy rằng là hoạt động giao thông vận tải có cái tác động rất lớn đến môi trường, gây nên cái sự ô nhiễm môi trường rất là lớn. Theo cái số liệu thống kê ở Việt Nam thì khoảng 75% số lượng ô tô chạy bằng nhiên liệu xăng, 25% số lượng ô tô chạy bằng dầu diesel và 100% xe máy chạy bằng xăng. Khi các phương tiện sử dụng nhiên liệu để vận hành, động cơ sẽ phát thải ra một lượng khí thải lớn. Có cái thành phần độc hại gây ô nhiễm môi trường và có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người giao thông và sinh sống dọc những cái người dân sinh sống dọc ở các cái tuyến đường giao thông. Như vậy thì theo em để hạn chế cái mức độ ô nhiễm môi trường do cái ngành giao thông vận tải gây ra thì chúng ta cần thực hiện những cái biện pháp gì? Chúng ta cần thực hiện những cái biện pháp gì nè? Như chúng ta biết, nước ta là một đất nước vốn đất chật người đông. Để đảm bảo cho an toàn giao thông, tiết kiệm nhiên liệu, phương tiện, lại giảm được cái tối thiểu về cái ô nhiễm môi trường thì không cách nào khác hơn là cần phải hướng tới giao thông vận tải công cộng nhằm tạo ra sự thân thiện với môi trường. Như vậy thì hướng tới giao thông công cộng có nghĩa là sao? Có nghĩa là cần sử dụng các cái phương tiện giao thông công cộng mà điển hình đó là xe buýt. Thì chúng ta biết là xe buýt là phương tiện giao thông công cộng chở được nhiều người trong cùng một chiếc xe, đồng thời giảm đi cái lượng tiêu thụ nhiên liệu và khí thải. Ngoài ra, chúng có cái giá rẻ và dễ dàng tiếp cận hơn. Cái biện pháp thứ hai đó là biện pháp
đi bộ hoặc sử dụng xe đạp. Chúng ta nên cân nhắc đi bộ hoặc sử dụng xe đạp để đi lại ở những nơi có khoảng cách ngắn, như từ trường từ nhà đến trường, hoặc là từ trường về nhà, hoặc là từ nhà đến trung tâm thương mại, hoặc ngược lại, hoặc là một số nơi khác với cái cự ly gần. Điều này sẽ không có phát ra cái khí thải nhà kính và nó hoàn toàn an toàn với môi trường. Hơn nữa, việc này còn có lợi cho sức khỏe của chúng ta nữa. Và cái biện pháp thứ ba là chúng ta có thể sử dụng dầu sinh học và điện để cung cấp năng lượng cho phương tiện vận tải. Hiện nay thì các em thấy rằng là trên thị trường có bán rất nhiều loại xe điện, xe đạp điện, xe máy điện, hoặc là xe taxi, xe ô tô chạy bằng điện, hoặc là những cái loại xe sử dụng những cái dầu sinh học. Hiện nay thì chúng ta thấy ở các cái cây xăng á, nó có cái dầu E5 đó, là loại dầu được xem là sạch và thân thiện với môi trường, nhằm làm giảm bớt cái mức độ gây ô nhiễm môi trường đó các em. Và một cái biện pháp nữa, chắc cái biện pháp này thì đối với các em nó hơi khó hiểu một xíu nha, nhưng mà cô sẽ giải thích. Đó là cái biện pháp là sửa đổi khí động học của xe. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cấu trúc và thân xe thì nó có ảnh hưởng rất lớn đến cái mức độ tiêu thụ xăng. Do đó hiện nay người ta thiết kế xe, người ta đã thay đổi thân xe để cho thân xe chuyển động trơn tru hơn, sẽ tiêu thụ ít cái nhiên liệu hơn và do đó ít khí thải thải ra môi trường hơn. Như vậy đó là một số những cái biện pháp nhằm hạn chế mức độ gây ô nhiễm môi trường từ cái hoạt động giao thông vận tải gây ra. Ở nước ta thì chúng ta thấy là ô nhiễm môi trường gây ra từ phương tiện giao thông nó có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của mỗi chúng ta. Hơn thế, sự biến đổi khí hậu toàn cầu không thể thiếu được sự đóng góp quan trọng từ số lượng quá lớn phương tiện giao thông như là ô tô, xe máy do đốt cháy nhiên liệu hóa thạch góp phần làm gia tăng hiệu ứng nhà kính. Ai cũng hiểu rõ là tài nguyên dầu mỏ luôn có giới hạn. Nếu như chúng ta khai thác một cách quá mức thì sẽ dẫn đến tình trạng là cạn kiệt dần đi cái nguồn tài nguyên khoáng sản này. Vậy mà chúng ta vẫn sử dụng phương tiện tiêu tốn xăng dầu thì không giới hạn. Do đó, chúng ta cần phải có cách ứng xử thân thiện với môi trường trong giao thông hơn, bằng cách là chúng ta có thể sử dụng một trong những cái biện pháp mà cô vừa nêu trên. Đó là toàn bộ nội dung bài học ngày hôm nay. Đây là phần ghi chép bài của các em nè. Để củng cố cái nội dung bài học ngày hôm nay thì cô sẽ có một số câu hỏi trắc nghiệm. Cô và các em sẽ cùng nhau trả lời các câu hỏi này các em nhé. Câu hỏi thứ nhất là trục xương sống của giao thông vận tải Việt Nam gồm những loại đường nào? A. Đường Hồ Chí Minh và đường biển. B. Đường biển và quốc lộ 1A. C. Đường quốc lộ 1A và đường sắt thống nhất. Và D là đường hàng không và đường sắt thống nhất. Như vậy ở câu số 1 này, chúng ta nên chọn đáp án nào là đáp án đúng nhất các em? Cô đọc lại câu hỏi. Trục xương sống của giao thông vận tải Việt Nam gồm những loại đường nào? A. Đường Hồ Chí Minh và đường biển. B. Đường biển và quốc lộ 1A. C là đường quốc lộ 1A và đường sắt thống nhất. Và D là đường hàng không và đường sắt thống nhất. Đáp án đúng nhất đó là đáp án C. Câu hỏi thứ hai. Vận tải đường sông có vai trò quan trọng đối với vùng nào? A. Đồng bằng Thanh Nghệ Tĩnh. B. Vùng Tây Nguyên. C. Đồng bằng sông Cửu Long. Và D là đồng bằng sông Hồng. Cô nhắc lại cái câu số 2. Vận tải đường sông có vai trò quan trọng đối với vùng nào? A. Đồng bằng Thanh Nghệ Tĩnh. B. Vùng Tây Nguyên. Và C. Đồng bằng sông Cửu Long. D là đồng bằng sông Hồng. Chúng ta chọn đáp án đúng nhất đó là đáp án C. Bây giờ chúng ta qua tiếp câu hỏi thứ ba. Loại hình giao thông vận tải nào có bước tiến rất nhanh trên con đường hiện đại hóa và giao lưu quốc tế? A. Đường bộ. B. Đường sắt. C là đường biển và D là đường hàng không.
Cô lặp lại, loại hình giao thông vận tải nào có bước tiến rất nhanh trên con đường hiện đại hóa và giao lưu quốc tế? A. Đường bộ, B. Đường sắt, C. Đường biển và D. Là đường hàng không. Đáp án đúng nhất của chúng ta đó là đường hàng không. Như vậy là vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu qua được cái nội dung của bài 14. Bài học ngày hôm nay đến đây là hết. Các em ở nhà, đầu tiên là các em học cho cô bài 14 các em nhé. Sau đó các em ôn tập lại cho cô bài 11, 12, 13 và bài 14. Tuần này là tuần thứ 7. Tuần thứ 7 thì chúng ta học bài 13, 14. Tuần 18, tuần số 8 là chúng ta học bài 15 và một tiết ôn tập. Như vậy ở tuần thứ 9 chúng ta sẽ làm bài kiểm tra một tiết. Một học kỳ chỉ có một bài kiểm tra một tiết thôi. Và cái thời lượng kiểm tra nó sẽ dài và cái nội dung kiểm tra cũng dài hơn so với những cái bài trước đây. Do đó các em cần phải học kỹ từ bài 1 cho đến bài 15. Bởi vì bài nào cô cũng cho ra câu hỏi hết. Do đó các em cần phải học kỹ bài các em nhé. Cô chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em ở tiết học sau các em nhé.